Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review một chút xíu về cái máy xay cà phê. Máy xay cà phê đây là máy xay của công ty AutoShop phân phối, có tên là máy ProMix. Thì máy ProMix này nó có hai dòng, đó là dòng thứ nhất là dòng tự động và dòng thứ hai là dòng máy cơ. Thì dòng tự động á, đó là mình sẽ có, thay vì cái hộp ở đây thì tất cả nó sẽ có một cái bảng điện tử và mình sẽ điều chỉnh cái lượng cà phê mình muốn lấy ra. Còn đây là máy cơ thì toàn bộ cà phê trên đây sau khi xay sẽ xuống cái hộp này và mình sẽ lấy trực tiếp ở phía dưới này. Mình giới thiệu chi tiết chút xíu về cái máy này nhé. Đây là cái phần đầu máy, là cái phần mà chứa cái cà phê mình sẽ bỏ vào đây. Tiếp theo là cái phần răng. Cái phần răng ở đây là cái phần mà mình sẽ điều chỉnh cái xay hạt cà phê, độ mịn, độ thô của cà phê ở đây. Ở đây thì cái vòng xoay này á được thiết kế như thế này thì làm để cho mình á, là mình vặn rất là vừa tay và rất là chắc tay. Đây là cái hộp cà phê, đây là cái cần gạt cà phê. Đây tiếp theo nữa, đây là một cái thế mạnh của cái máy ProMix nữa, đó là mình có thể mình bật chế độ on off, on thì mình bật qua bên trái hoặc qua bên phải đều được, nó là tùy theo cái vị trí mà mình đặt máy và cũng như là cái tay thuận của cái người sử dụng, là mình bật qua hướng nào mình cũng có thể mở máy được hết. Với một cái máy pha cà phê á, một cái máy xay cà phê thì quan trọng nhất á, đó là cái tốc độ xay của cà phê. Và sau khi xay xong một cái hộp đầy như thế này thì nó có bị hay bị nghẹt hay không? Nếu như các anh chị mà mình xay mà nó đầy quá như thế này, nó lấp luôn luôn cái phần mà ra cà phê này, thường thì các máy nó sẽ hay bị nghẹt. Đối với là dòng ProMix này nó có một cái khả năng, đó là nó chống nghẹt cũng khá là tốt. Và một cái mà mình cần lưu ý là khi mình xay cà phê, đó là khi mà mình xay liên tục như thế này thì cái lưỡi dao, do cái lưỡi dao nó ma sát trực tiếp với lại hạt cà phê thì nó rất là dễ sinh ra nhiệt. Nếu như cái dòng máy xay nào mà sinh ra nhiệt cao quá đó thì cái hạt cà phê của mình sẽ bị ảnh hưởng về cái chất lượng. Rồi hôm nay là bắt đầu em sẽ xay cái cà phê này ra cho các anh chị mình xem nhé. Tốc độ ra cà phê rất là tốt rồi mọi người. Rồi phần cà phê mình đã xay ra xong, mình có thể mình kiểm tra cái nhiệt độ cà phê bằng cách là mình bóp một tí xíu về cái cà phê, là mình sẽ xoa bằng cái đầu ngón tay này để mình cảm nhận coi là cái nhiệt độ cà phê nó có bị sinh ra nhiều quá hay không. Riêng ở đây mình cảm nhận thì là hoàn toàn là nhiệt độ cà phê không có tăng lên. Tiếp theo là mình sẽ nhờ một bạn barista, bạn sẽ lấy cà phê và sẽ chiết xuất cái espresso ra cho các anh chị mình xem ạ. Ở đây thì hồi nãy em đã hướng dẫn mọi người về cách lấy cà phê cực đơn rồi, thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người lấy về cà phê cực đôi của mình thôi. Thì mình sẽ để sát vô rồi, và lúc này mình sẽ không gạt lõm nó nữa mà mình sẽ gạt ngang nó, mình sẽ vệ sinh nó. Tiếp đến mình sẽ dùng tem bồi để mà cố định mặt cà phê. Và sau đó mình sẽ nén nó. Mình nén với lực nén là từ 10 cho đến 13 kg và nén ở góc 90 độ. Rồi. Mình sẽ chuyển cái qua nha. Thấy khi mà để thẳng vậy á, hai bên nó sẽ chảy đều, không phải là một bên chảy nhanh, một bên chảy chậm.
cái máy xay cà phê nó cũng góp phần vào cái chất lượng một ly espresso của mình khá là nhiều nha các anh chị nhé. Tại vì khi mà cái hạt cà phê nó bị sinh ra nhiệt và ảnh hưởng tới cái chất lượng của cà phê cũng là do một phần là do máy xay. Khi mình kết hợp là ở một cái máy pha cà phê tốt, nó phải đi cùng với lại một cái máy xay tốt và cái cà phê của mình phải sử dụng tốt thì nó mới cho mình ra một cái ly espresso đạt được hiệu quả và chất lượng ạ. Ở đây là cái phần sau khi phần review của mình về cái máy xay kết thúc, và chúc các anh chị có một ly cà phê thật là ngon miệng.